Rồi qua test 3 part 5 ha, điền vào chỗ trống. Chọn A, B, C, D sao cho hợp nghĩa, hoặc là nghe các bạn học phrasal verb quen. Thứ nhất là mình dựa vào nghĩa. Thứ hai, nếu mà cái cụm từ đó mình biết rồi, ví dụ như là một dạng phrasal verb, thì các bạn học và các bạn điền vào cho nó đúng nghĩa thôi. Music can change the state of vegetable. Âm nhạc có thể thay đổi khẩu vị của rau củ, hương vị ha. Many children and some adults too dislike the state of vegetable of certain vegetables. The flavor of food such as cabbage and broccoli are generally the one people mention as their least vegetable. Ok, ở đây mình có vegetable là chủ ngữ. Ở đây mình cần một cái tính từ. Vậy thì mình sẽ điền vô list gì các bạn? List favorites. Ok, list favorites. The vegetable are believed. Những cái này ở đây dùng thể bị động. Người bạn dịch là người ta tin rằng, chứ mình không có dịch là rau củ bị tin rằng ha. Cái này là people believe that á. Ok, as the vegetable are believed to have an extremely chấm 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 state. Extremely gì? Qua bên đây mình chọn extremely bitter, extremely hard, extremely heavy, extremely raw. Raw là thô, heavy là nặng, hard, cứng. Vậy chỉ có hương vị thì mình dùng bitter hợp nghĩa. Ok. Rồi điền vô. Extremely bitter state. However, according to an author psychologist, psychology là tâm lý học, psychologist là nhà tâm lý học. Theo như một nhà tâm lý học ở tại trường đại học Oxford, children might change their chấm 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 about the food if they can hear simple music while they are eating, such as the sound that come from one musical instrument called wind chime. Wind chime, chime là cái chuông, wind là gió, vậy wind chime là chuông gió. Oh. Rồi ở đây mình có cụm từ là change their mind, tức là bằng change decision hoặc là change opinion. À. Rồi qua bên đây mình sẽ lựa là change their mind. Sense là giác quan, mood là cái feeling á, cái tâm trạng, reason là lý do, thì chỉ có change their mind thôi các bạn. Rồi ở đây có chữ hand luôn. Quay qua bên đây. Cái này là cái chuông gió. Thì như vậy là this instrument often hand, hồi nãy nói rồi, hand in people garden, chuông gió thì kêu trong vườn người ta. Play sweet note when the wind flow through it. The note may make the food seem to taste sweeter than it would do normally. However, tuy nhiên, many adults that, ở đây mình có người, nhiều người chấm 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 that their state develop as they grew up. Cái hương vị, cái khẩu vị của họ phát triển khi họ lớn lên. À, chúng ta có complain, phàn nàn, that advice, khuyên nhủ, that admit, that thừa nhận rằng, warn, cảnh báo, that thì chỉ có admit, admit thôi. Ok. Rồi chúng ta có however many adults admit that their state develop as they grow up, so they now enjoy far greater range of food as a result. They must more chấm 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 to eat the kind of vegetable they always hated during their childhood. Ở đây mình có vị trí số 26. They must more likely, họ dường như là. They must more possible, có lẽ là. They must more reasonable, hợp lý hơn là. They must more sure. Sure là không được rồi. Sure là trạng từ, tính từ ngắn mà. Thì còn lại ba cái này thì chỉ likely là hợp nghĩa thôi. Ok, mình chọn likely ha. They must more likely, dường như là. À, as a result, they must more likely to eat the kind of vegetable they always hated during their childhood. Họ ăn những cái loại rau củ mà họ luôn ghét trong suốt thời thơ ấu. Rồi, ok, mình chép hết tất cả qua bên đây, bắt đầu mình mới đọc lại bài này một lần nữa. Đây là hình ảnh của cái chuông gió ha. Còn khi các bạn tra thì các bạn sẽ có
change their mind thì nó bằng change a decision hoặc là change an opinion. Và mình đọc lại một lần nữa ha các bạn. Music can change the state of vegetable. Many children and some adults too dislike the state of certain vegetable. The flavor of foods such as cabbage and broccoli are generally the one people mention as their least favorite vegetable, as their vegetables are believed to have an extremely bitter taste. However, according to an office psychologist, children might change their mind about the food if they can hear simple music while they eating, such as the sound that comes from one musical instrument called wind chime. This instrument often hangs in people's garden and plays sweet notes when the wind flows through it. The note may make the food seem to taste sweeter than it would do normally. However, many adults admit that their taste developed as they grew up, so they now enjoy a far greater range of food. As a result, they are much more likely to eat the kind of vegetable they all hated during their childhood. Right, okay.